Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh Show Review. Các bạn xem video hãy vui lòng cho Sâu xin một like, share, comment và subscribe kênh Show Review nhé. Cũng đừng quên nhấn chuông theo dõi để nhận được các video mới sớm nhất. Chuyện đồ đệ của ta đều là đại phản phái, tập 74, tiếp theo phần trước. Sau khi Minh Thế Nhân chờ đám hắc kỵ ở trong rừng để nhờ chuyển lời tới thủ lĩnh bọn chúng, lúc này đám này đã quay về tổng bộ, báo cáo với Phạm Tu Văn. Hắn liền thông báo trong cung điện có lệnh hắn phải đi gặp ma thiên các cơ thiên đạo, Điều này làm cho đám thuộc hạ rất khó hiểu, vì sao đại nhân phải mạo hiểm như thế chứ? Đại nhân, cơ thiên đạo tuổi thọ cùng lắm là có thể chống đỡ được 10 năm nữa là cùng, sau đó liền sẽ vì hết tuổi thọ mà đi bán muối thôi, bây giờ cần gì phải đi gặp hắn mạo hiểm cơ chứ? Nhưng mà thật sự không nghĩ tới, trong cung vậy mà hạ lệnh cho Hắc Kỵ thương lượng cùng với Ma Thiên Các, chẳng lẽ chỉ đơn thuần là trùng hợp thôi sao? Bọn chúng đều là tâm phúc đã đi theo Phạm Tu văn lâu năm, cho nên đều biết rõ ràng thân phận của hắn tuy phạm tu văn nhỏ tuổi hơn cơ thiên đạo lại càng là tu hành giới kỳ tài lúc phạm tu văn đừng đầu hắc bảng thời điểm thì còn chưa có tồn tại ma thiên các nghĩ vậy tên lão đại liền tán thành với quyết định của thủ lĩnh tên số 2 cũng thầm cho rằng thủ lĩnh và cơ thiên đạo đã từng chiến hòa với nhau về sau không biết vì sao cơ thiên đạo tu vi tiến nhanh sáng lập ra ma thiên các hắn cũng đồng ý với phạm tu văn tuy không biết đại nhân tu vi sâu bao nhiêu nhưng có thể chắc chắn rằng sẽ không vượt qua bát diệp số 4 cũng đồng ý với thủ lĩnh. Bản tọa có thể chờ, Hắc Kỵ cũng có thể chờ, thậm chí hoàng đế bệ hạ cũng có thể chờ, nhưng mà, đại viêm có chờ nổi không? Hắn cảm thán, đất nước bây giờ đang đứng trên bờ vực diệt vong hay chăng mà tên này có vẻ lo lắng như vậy. Ba ngày sau, các ngươi cùng nhau theo bản tọa tới Ma Thiên Các, việc này không cần bàn lại nữa, Phạm Tu Văn trực tiếp quyết định, không cho ai được nhiều lời can gián. Quay về phía Ma Thiên Các, bên đang ngồi tắm nắng thì đột nhiên hệ thống vang lên, đinh, Minh Thế Nhân đã hoàn thành nhiệm vụ, thu được 300 điểm công đức, điều này làm cho Mên vui vẻ, trừ những tên ác đồ đã rời khỏi ma thiên các, còn lại mấy người kia đều coi như là thông minh. Điều băn khoăn duy nhất là trường kỳ dưới sự áp bức của cơ thiên đạo, cho nên đám này tu vi có phần khó đột phá. Bất quá, cái loại tình huống này cần phải cải biến càng sớm càng tốt a, à, không thể để lâu được, ngoại giới chính đạo lẫn ma đạo, bởi vì kiên kỵ cơ thiên đạo cường đại tu vi, cho nên chúng không dám đối với Kim Đình Sơn tùy tiện động binh, nhưng mà theo thời gian dần trôi đi cơ thiên đạo càng già đi thì giống như trước kia việc thăm dò sẽ ngày càng tăng lên nhiều dù sao thọ mệnh đại nạn ở cái tu hành giới này vẫn là một xiềng xích không thể vượt qua được mà bất gì bất dịch lúc này tiểu diên nhi không biết từ đâu chạy tới trên tay lăm lăm súng cao su chắc vừa đi bắn chơi mấy con chim đưa thư khổ thân bọn chúng suốt ngày bị hành hạ nàng ta cất tiếng sư phụ chúng ta đã chờ cả ngày vẫn chưa thấy có tin tức tứ sư huynh hồi âm Chẳng lẽ hắn không nhận được thư của chúng ta sao? Vừa nhận được tin hệ thống, biết tên này xong việc kiểu gì cũng rong chơi vài hôm mới về, nên hắn liền trả lời cô nàng, không sao. Minh Thế Nhân đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần hắn không tự tìm đường đi bán muối thì bình an vô sự trở về cũng không phải là vấn đề quá lớn a. À. Cá trạch đâu dễ bắt, sư phụ, Liệu Tứ sư huynh có đi bán muối không đây? Con vừa rồi mới đi hỏi ngốc đại cá tử. Hắn nói thủ lĩnh Hắc Kỵ rất nguy hiểm, không ai biết thân phận của hắn cả. Nghe thấy cái tên lạ lẫm này Mên hỏi lại, ngốc đại cá từ sao? Hắn là phan trọng đó sư phụ, hắn nói tứ sư huynh sẽ đi bán muối, ta đã giáo huấn hắn rồi a à. Giáo huấn vài câu sao, Mên nhẹ giọng hỏi, làm cho tiểu diên nhi có chút hơi rén, hi hi, liền nhẹ nhàng cào cho hắn mấy cái ạ. À. Nghe nàng trả lời như thế, Mên liền cốc đầu cho nàng mấy cái. Thật là càng ngày càng không có quy củ rồi, lúc này tiểu diên nhi không biết làm gì hơn, đành giả vờ nhận tội vậy, đồ nhi biết sai. Trong lúc hai thầy trò đang tâm sự, đột nhiên một tiếng sét đánh lên bình chứng kim đình sơn vang vọng khắp nơi làm cho minh giật mình hắn thầm nghĩ kim đình sơn đã có bình chứng thủ hộ là ai đang quấy rồi sao lúc này phan trọng hớt hơ hớt hải từ đâu chạy tới vừa chạy vừa lớn tiếng cười nói tam tam sư huynh đột phá rồi thì ra tiếng sét là do đoan mộc sinh đột phá gây nên thiên kiếp thấy tên này băng bó đầy người đến minh cũng không nhận được ra hắn tiểu diên nhi nghe thấy lão tam đột phá thì vui mừng lắm lắm quá tốt rồi nhưng mà bên lại quay sang dạy dỗ nàng một phen, lười biếng nhất chính là con đó, sao không nỗ lực đuổi kịp các sư huynh đi hả? nghe vậy, tiểu diên nhi chỉ biết cười hì hì, bên cũng cạn lời với cô nàng. hắn thầm nghĩ đoan mộc sinh không giống với minh thế nhân nhiều tâm cơ, tên này có chút cứng nhắc. từ sau khi đánh lui thập đại cao thủ, độ trung thành của đoan mộc sinh vẫn luôn luôn ổn định, không hề có dao động chi tâm. so với minh thế nhân và chiêu nguyệt kia, bên càng thích đoan mộc sinh hơn. lúc này, lão tam đã đi tới nơi này xung quanh hắn từng luồng cương khí mạnh mẽ phát ra do vừa đột phá nên chưa thu liễm được nhuần nhuyễn trên tay vẫn đeo xích ở cùng một cảnh giới đoan mục sinh sẽ áp đảo minh thế nhân chỉ có điều minh thế nhân nhờ có cuộc chiến kim đình sơn lần trước được hưởng lợi dẫn đầu đột phá thanh mục tâm pháp trước còn đoan mục sinh dù muộn một chút những chuyện hắn đột phá cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi chỉ còn có tiểu diên nhi bất quá cũng không cần lo lắng nhiều cho nàng nàng nhập môn trễ nhất nhưng mà tu vi thì lại tiến triển nhanh nhất ngay cả chu kỳ phong từng là thiên tài và đại đệ tử của thiên kiếm môn cũng không thể so sánh với nàng ta được sau khi tới trước mặt mên lão tam liền quỳ gối hành lễ đồ nhi may mắn đột phá nguyên thần kiếp cảnh thành công ngưng tụ bách kiếp động minh pháp thân hắn thông báo đột phá là chuyện tốt nhưng con đường tu hành còn dài đằng đẵng nhất định không được kiêu ngạo phải cố gắng nhiều hơn nữa mên dân dạy lão tam lúc này hệ thống lại thông báo độ trung thành của tên này cộng thêm một đa tạ sư phụ dạy bảo đồ nhi ghi nhớ trong lòng lão tam dập đầu tạ ơn mên có thể thấy được càng về sau thì độ trung thành càng khó tăng lên hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước hệ thống thông báo cái thanh bá vương thương kia được chỉ định để cho đoan mộc sinh nhân chủ suy nghĩ thêm một chút thì đoan mộc sinh tu luyện thiên nhất quyết bao hàm cả kiếm quyết và thương quyết hắn tính cách lại cương mãnh càng thích hợp với ba vương thương hơn mà không phải là kiếm thương cùng với kiếm tuy có khác nhau nhưng lại là đồng căn chăm sông đổ về một biển a nếu tu vi của đoan mộc sinh có thể tăng cường đối với mên mà nói cũng coi như là một sự trợ giúp lớn lao vì vậy hắn liền chạy đi mật thất để lấy thương ngươi cứ ở đây chờ đợi vi sư đi một lát sẽ quy về sau đó hắn liền chạy như bay về mật thất lôi thanh bá vương thương ra, từ xa đoan mộc sinh đã cảm nhận được một khí tức khủng bố khiến cho hắn run sợ mồ hôi vã ra như mưa lúc này từ phía xa mên đang xông tới thanh bá vương thương quá mạnh mẽ sóng điện bao trùm lão tam đỡ lấy mên liền phi thanh thương này về phía đoan mộc sinh lực xung kích quá mạnh đất đá bay tung tóe khiến cho lão tam ở xa sợ hãi liên tục xua tay sư phụ sư phụ đồ nhi không dám à nhưng mà mên không hề có ý định dừng lại bá vương thương xoay tròn mà lao tới làm cho đoàn mộc sinh không biết phải làm gì cả hắn nhắm mắt tĩnh tâm rồi đột ngột mở ra dường như đã hạ quyết tâm rồi chỉ thấy hắn xông tới hai tay nắm chặt thanh bá vương thương thanh long này đinh bá vương thương nhận chủ thành công kích hoạt trở thành vũ khí thiên giai tặng một ngàn điểm công đức rất nhanh chóng lão tam đã lấy máu nhận chủ xong vi sư ban thưởng cho ngươi bá vương thương men giơ tay tuyên bố ngươi hãy hảo hảo sử dụng nó cho tốt đừng phụ sự kỳ vọng của vi sư đúng là quản lý cấp cao có khác tâm lý chiến lấy lòng nhân viên quả thực đỉnh của chóp hết tập 74. cảm ơn các bạn đã xem video cầu sâu hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nhé